Dạ vâng, xin chào mừng toàn thể các bác đã đến với kênh của Minh Vũ Audio. Vẫn là những cái dòng vang EMOK 306 và OK 88. Hiện tại bên em cũng còn số lượng còn có ít thôi. Chắc tầm hơn chục con nữa các bạn, hơn chục con thôi. Đấy. Thì em sẽ sàng lọc ra những kể cả những cái con mà nó vỡ màn hình thì em sẽ để lại. Em sẽ sàng lọc ra những cái con nào nó đẹp nhất. Những con xước sát kia em cũng để lại. Đấy. Em sàng lọc con nào đẹp nhất thì em sẽ lựa chọn cho các bác. Đấy. Còn khi nào mà hết con đẹp rồi, còn lại những con xấu thì lúc đấy thì em sẽ có cái mức giá gọi là giá tốt hơn. Hàng xấu mình bán theo cái kiểu giá xấu, giá rẻ. Clip này thì nhân tiện đây test cho anh gì nhỉ? Anh gì ở trong Tây Ninh, anh Ngọc Hưởng nhá, anh Ngọc Hưởng ở trong Tân Biên Tây Ninh. Đấy. Anh có đặt của em một con vang EMOK 306. Dòng này thì em cũng đã giới thiệu các bác rất là nhiều rồi, nó rất là hay, nó hay phù hợp với lại những bác mà không thích không biết chỉnh những cái con vang số. Thì khi sử dụng những con vang như thế này, chúng ta chỉ cần một cái tô vít hai cạnh thôi là các bác có thể làm chủ được nó rồi. Các bác có thể nghe nhạc tùy chỉnh bát, trung, tép theo cái sở thích của mình. Đấy. Cái dòng vang này nó mang lại cho chúng ta rất là nhiều những cái hiệu quả, những cái tính năng mà những cái con vang khác các bác không thể khai thác được nó, không thể khai thác hết được nó. Nhạc thì nó có rất là nhiều loại nhạc. Ví dụ như nhạc bolero, nhạc không lời, nhạc DJ đại loại, rất là nhiều loại nhạc, nhạc xưa. Thì tùy vào sở thích mỗi người. Đấy, ví dụ như nghe những cái bài nhạc không lời mà ví dụ như mình muốn nghe cái tiếng check nó đánh nó được thánh thoát, nó được tí tách, cầm cái tô vít này lên các bạn. Đấy, em chỉnh xem các bác nghe sự khác biệt. Đấy. Cái giải bên trên này là cái giải equalizer của nhạc. Đây. Các bác phải nên nhớ này, từ đây đến đây 1, 2, 3 đây là giải cao, giải trung tép này, giải tép mịn này, giải tép sáng này. Đấy. Từ đây rồi giải trung này. Đấy. Rồi là trung trầm này. Đấy. Từ đây hát về. Các bác muốn nghe tiếng check thì các bác nhìn kia, các bác vặn, các bác phải để ý đây. Đấy, check nó lên rất là mạnh nhé. Thấy chưa? Em chỉ cần vặn mỗi một nút này là có sự khác biệt rồi. Đấy, các bác nghe. Thấy chưa? Thì mình ví dụ như mình nghe nhạc không lời này, mình muốn nghe cái tiếng nó ra, chất âm nó được tí tách, thì cái này nó thay vào, nó thay vào cái con equalizer. Các bác không phải tốn tiền thêm mua thêm equalizer nữa. Đấy. Mình sử dụng con vang này là đã quá là đủ rồi. Đây. Đây. Giải tép này là giải tép sáng nha. Đấy, các bác nghe chưa? Sự rõ rệt. Trung tép, đây là trung rồi, trung cao, bạn ấy đâu các bác cảm nhận đấy luôn, trung trầm đây này, này nó cắt từ 400 hẹp rồi, thấy chưa? Giải bát nha.
Thì ngoài cái phần bass chính xác ở đây ra, các bác còn tùy chỉnh được cả cái phần bass tép ở phần số. Đấy, nó hay là cái chỗ đấy. Đối với cái con này thì nó tích hợp cả cái giải equalizer của mic ở đằng trước và đằng sau. Đằng trước như thế nào, đằng sau như thế. Có cả low cut, low cut. Đấy. Đây. À, cái mục đây tăng bass đây. Đấy, nói đi. Cái này thì em cứ để cân bằng về các bác thì cái chỉnh bass check muốn nghe nhiều nghe ít thì các tùy vào các bác. Con này chỉnh xong nó tự new nhá. Con này chỉnh xong nó tự new thì không mình không phải new nữa. Các bác có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0976658815 hoặc 0925886889, địa chỉ tại khu phố Ngái, phường Cộng Hòa, Sao Đỏ, Trinh Hải Dương. Clip này thì em xin ngắn gọn tại đây. Cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và gặp lại ạ.